Em 22 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng ạ. Dạ. Hiện tại thì em đang học tập và sinh sống tại Hà Nội. Em học ở lớp E65 ạ. Dạ. Dạ, tính ra thời gian học mình học tập được gần 2 tháng ạ. Dạ. Wow, em hỏi thật là học mình rất khó không em? Theo em thì bất cứ cái ngôn ngữ nào mới học ấy thì nó đều khó. Quan trọng này là sự quyết tâm và sự kiên trì của thân mình thôi ạ. Cẩn thận luôn cả mẹ cả con, và sau khi được
Kia mà em đã đóng tiền hết như thế này rồi, em chỉ còn một món khác là chỉ có học 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 để đi thôi. Tuyệt vời, anh xin chúc mừng cho sự lựa chọn cực kỳ là phong mang của em với gia đình. Và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì em sẽ có những kết quả rất là tốt đẹp để sớm hoàn thành các nhiệm vụ của mình nhé. Dạ, cảm ơn Huy. Một lần nữa em chỉ cảm ơn em. Ok nhá, hẹn gặp lại khác nhá. Xin chào.